Kính thưa quý vị, Thủ tướng Nhật Bản nói em bé hoàng gia Anh quốc là một tin tốt cho toàn thế giới. Tin từ Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản ông Shinzo Abe ngày hôm nay đã chúc mừng quận công và công nương xứ Công Khuyết vừa hạ sinh bé trai đầu lòng. Ông Abe nói với các phóng viên rằng đây là một tin vui và tuyệt vời cho Vương quốc Anh cũng như cho toàn thế giới. Ông đã gửi lời chúc chân thành tới họ. Vợ cố hoàng tử William là công nương Kate vừa hạ sinh một em bé trai trong ngày hôm qua. Đứa con đầu lòng của họ đứng hạng thứ 3 trong thứ tự kế vị ngai vàng của Vương quốc Anh. Sự kiện này đang được ăn mừng tại London và nhận được nhiều thông điệp chúc mừng từ khắp nơi trên thế giới. Văn phòng của hoàng tử cho biết em bé hoàng gia chào đời lúc 4 giờ 24 phút chiều theo giờ Anh quốc và cân nặng 3.8 kg. Cả công nương và em bé đều trong tình trạng sức khỏe tốt. Tên của em bé có thể sẽ không được tiết lộ sau nhiều ngày. Trước đây, công chúng Anh quốc đã phải đợi tới một tuần lễ để biết được tên của hoàng tử William.